Bộ Công Thương dự báo tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu năm 2024 là gần 28,42 triệu mét khối xăng dầu các loại, tăng 2 triệu mét khối trên một tấn so với năm 2022. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước dự báo sẽ còn tăng, thậm chí là tăng đột biến. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Bộ Công Thương cho rằng kịch bản điều hành không phải là hàng năm mà phải từng tháng và hàng quý. Kế hoạch này cũng điều chỉnh một cách linh hoạt, lấy kết quả của tháng này làm cơ sở để xem xét kế hoạch điều chỉnh cho những tháng tiếp theo ngoài ra để khắc phục những khó khăn trước mắt bộ công thương đề nghị các doanh nghiệp đầu mối thương nhân phân phối cửa hàng bán lẻ xăng dầu cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành đặc biệt quy định về việc áp dụng phần mềm quản lý để đảm bảo khách quan minh bạch xuất hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu đồng thời bộ trưởng bộ công thương cũng đề nghị các bộ ngành địa phương chủ động nắm tình hình kịp thời đề xuất các nhiệm vụ giải pháp kể cả những cơ chế đặc thù để đảm bảo không bị đứt gãy nguồn cung xăng dầu